Tôi ngủ có xíu mà biết bao nhiêu giấc mơ đó. Mà tới từ hồi trưa gì nghĩ là chị kia trưa dậy chơi mình bà dậy nhỏ chanh vô miệng má cái gì mơ luôn chị mơ chị nhỏ chanh vô miệng má luôn chị thấy ba chồ ba hả ba nút ba hả ba nút cái trò chị mắc cười chị cười chị cười chi cười kiểu mình đang làm đi mình cười mình nín cho bà khỏi tỉnh nó kìa trời mà cái kiểu kiểu mà con người nó mệt theo luôn trong cái giấc mơ đó luôn đó. Tôi thấy bà Hà nín, bà Hà nín. Em thì em nằm im. Còn chị thì chị quay video vừa quay vừa coi bà Hà. Dù, ta cười. Ta cười chí, ta cười, ta kêu ra một mắt. Ta chấp xong cái bà Hà, chấp xong bà Hà. Bà Hà thì ta nhỏ. Y thiệt luôn đó. Quay luôn. Nghĩ nhỏ chanh vô cho bà cái thầm mơ luôn. Má đi. Hồi trưa dậy mình thấy bà nằm nghiêng đó kia, bà nằm nghiêng là gì nhỏ bắt đầu. Hồi trưa chị thầm chị tưởng tượng đó, cái chị kỳ cười đó. Nằm mơ luôn. Trưa nói bà dính dính nữa đó. Tao mơ tao thấy tao tới luôn. Xuống là mơ nữa đó. Chị cái này bị từ nhỏ mà. Mẹ em sợ mơ. Mấy người thần kinh yếu là gì vậy?
Chị tưởng em xong rồi. Mấy phút rồi.